Mohamed Salah, Erling Haaland, Jorginho, Victor Osimhen. Chưa hết đâu. Ở vòng chung kết World Cup năm nay, nguy cơ rất cao sẽ còn nhiều cái tên nữa vắng mặt tại Qatar vào cuối tháng 11. Mặc dù tất cả trong số họ đều là những ngôi sao thịnh hành của bóng đá thế giới trong một vài năm trở lại đây. Tuy nhiên trớ trêu thay, những cầu thủ đó lại được sinh ra tại một cường quốc mà những thần đồng đã mọc lên như nấm, như dạ. Cho nên, việc có thể cạnh tranh một trong 26 tấm vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thực sự không phải là một điều đơn giản. Vì vậy thưa các bạn, đâu mới là những cái tên có nguy cơ phải lỡ hẹn với cúp thế giới cuối năm nay. Ngay sau đây, hãy cùng biên tập viên Mạnh Tài dự đoán 6 cái tên lớn nhất nguy cơ phải ngồi nhà theo dõi World Cup qua màn hình TV nha. Thứ nhất, Marcus Rashford. Sự xuất hiện của Erik ten Hag có ý nghĩa cực kỳ lớn, tác động đến sự hồi sinh của Marcus Rashford. Tại đây, chiến lược gia người Hà Lan đã có thể vực dậy nguồn năng lượng và sự tự tin của tiền đạo người Anh khi trong 4 trận đấu gần nhất, anh đã đút túi cho riêng mình 3 bàn thắng. Ngoài ra, cầu thủ áo số 10 đã có một sự liên hệ cực kỳ tốt với tân binh Anthony. Và với việc chàng tân binh được gắn mác 100 củ này có thể hoạt động rộng và thu hút các hậu vệ đối phương, thì chắc chắn Marcus Rashford sẽ là người được hưởng lợi nhất khi những khoảng trống liên tục được xuất hiện ở bên trong vòng cấm, và từ đó Rashford có thể gia tăng được hiệu suất ghi bàn của mình. Mặc dù đã có được một phong độ ấn tượng kể từ đầu mùa, tuy nhiên mới đây trong đợt tập trung để chuẩn bị cho UEFA Nations League, thiếu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Anh, ông Gareth Southgate đã không điền tên Marcus Rashford vào bảng danh sách của mình. Thay vào đó, chiến lược gia 52 tuổi đã chọn Ivan Toney của Brentford. Điều đó chứng minh rằng tiền đạo đang thuộc biên chế của Manchester United dường như đã không còn nằm trong kế hoạch của ông kể từ sau vòng chung kết Euro 2020. Thêm nữa, với việc những cái tên như Harry Kane, Jacob Bowell, Bukayo Saka hay đặc biệt là Raheem Sterling đã trở thành hạt nhân trong lối chơi của ông trong vòng 2-3 năm qua, thì việc để Marcus Rashford có thể cạnh tranh cho mình một tấm vé đến Qatar vào cuối năm này sẽ là việc vô cùng khó khăn. Chưa kể ở phía sau Marcus Rashford còn rất nhiều những cái tên sáng giá khác như Anthony Gordon, Dominic Calvert-Lewin hay kể cả là người đồng đội của anh tại câu lạc bộ là Jadon Sancho. Tuy nhiên, cơ hội sẽ hoàn toàn được mở ra để Rashford tham dự kỳ FIFA World Cup lần thứ 2 trong sự nghiệp của mình nếu như cầu thủ sinh năm 99 thể hiện được phong độ ấn tượng tại Premier League trong giai đoạn tháng 10. Thứ hai, Leroy Sané. 3 mùa giải tại Bayern Munich đã trôi qua và rõ ràng ở hùm xám Bavaria không phải Sané mà tất cả chúng ta thường hay biết đến. Với việc phải chơi trái vị trí giờ trường cũng như quay trở lại với môi trường bóng đá Đức chậm rãi, thì đó chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho anh không còn phát huy được những điểm mạnh của mình. Đặc biệt là khả năng bứt tốc làm nên thương hiệu của cầu thủ sinh năm 95 khi còn thi đấu tại Premier League trong áo của Man City. Thêm nữa, chính phong độ khá phập phù trong quãng thời gian gần đây, song song với việc cả Julian Nagelsmann cùng với Hansi Flick thường xuyên ưa chuộng những mẫu Raum Dauter như là Thomas Müller hay là những chân chạy cánh có khả năng mang lại hiệu suất cao như Serge Gnabry, Musiala hay Marco Reus, thì dự kiến Leroy Sané sẽ phải cạnh tranh một cách cực kỳ khốc liệt nếu như muốn chen chân đến chiếc máy bay của hãng Lufthansa di chuyển đến Qatar vào cuối năm nay của đội tuyển Đức. Thứ ba, Jadon Sancho. Đây có thể nói là một trong những trường hợp vắng mặt khó hiểu nhất trong đợt tập trung tháng 9 của đội tuyển quốc gia Anh. Huấn luyện viên trưởng Gareth Southgate đã bỏ quên đi cái tên từng lọt và đề cử top 3 Golden Boy năm 2019 là Jadon Sancho. Mặc dù tiền vệ người Anh hiện đang là một trong những chân chạy cánh đáng sợ nhất tại Premier League trong quãng thời gian vừa qua, tuy nhiên ông thầy có biệt danh là cửa nam này lại bất ngờ triệu tập những cái tên đã không có một phong độ tốt, ví dụ như Tammy Abraham hay là Jarrod Bowen. Đây không phải là lần đầu tiên Southgate đưa ra những quyết định khó hiểu, khi ở những lần trước đó và kể cả thời điểm hiện tại, chiến lược gia người Anh vẫn chọn Harry Maguire lẫn Luke Shaw là một dấu hiệu cho thấy sự bảo thủ của mình trong việc quá nhân nhượng với bộ khung đã từng đi đến trận chung kết Euro 2020. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, ở thời điểm này, Jadon Sancho chỉ mới vực dậy được một trong 3 trận đấu gần nhất và chưa thực sự đạt được phong độ chín muồi như những gì tiền vệ này đã thể hiện trong bóng Borussia Dortmund. Vì vậy, theo chúng tôi, việc loại ngay Sancho ra khỏi danh sách tập trung vào tháng 9 vừa qua có thể coi là một động lực để giúp tiền vệ sinh năm 2000 có thể phấn đấu và nỗ lực hơn nữa trong bối cảnh vòng chung kết FIFA World Cup đang đến rất gần. Và nếu như thể hiện được một phong độ tốt trong tặng Thumales sắp tới cùng MU, thì chắc chắn rằng Jadon Sancho sẽ nằm trong danh sách 26 cầu thủ được góp mặt tại Qatar vào cuối năm. Rodrigo De Paul. Việc chuyển đến Atletico Madrid với mức giá khổng lồ dường như đã khiến cho cầu thủ người Argentina đang phải đối mặt với một áp lực vô cùng lớn. Thêm nữa, có vẻ như môi trường bóng đá La Liga là một bước đi sai lầm với De Paul. Khi trong tay của Diego Simeone, anh chỉ là một tiền vệ kiến thiết lùi sâu, chơi phía sau Koke và Kondogbia. Và rõ ràng đây không phải là vị trí mà cầu thủ mang số 5 có thể phát huy được tất cả những khả năng của mình. Bởi trước đây khi chơi trong máu của đội tuyển quốc gia hay Udinese, anh luôn được xuất phát ở vai trò hậu công phía sau lưng tiền đạo. Ngoài ra, môi trường bóng đá tại xứ sở bò tót
cũng được xem như là một trong những giải đấu có tốc độ ngang hàng so với Premier League. Trong khi đó, Rodrigo De Paul lại là mẫu tiền vệ thiên về xử lý kỹ thuật cá nhân và đột phá, ít khi tung ra những đường chuyền xuyên tuyến. Điều mà Atletico Madrid thường xuyên áp dụng trong khối đội hình 3-5-2 thiên về triết lý phòng ngự phản công của mình. Thêm nữa, những cái tên như Marc Allister, Enzo Fernandez được nổi lên như là một trong những cầu thủ tấn công toàn diện nhất mà bóng đá Argentina sản sinh ra. Thì đó chính là lý do lớn nhất khiến chúng tôi lo ngại về việc De Paul có thể giành được tấm vé đến Qatar vào cuối năm, khi sự cạnh tranh trong khu vực trung tuyến của đội bóng đến từ khu vực Nam Mỹ đang chật chội hơn bao giờ hết. Chưa kể Giovanni Lo Celso cũng đã là hạt nhân trong máu của Villarreal và là một trong những cầu thủ được ông Lionel Scaloni ưa chuộng nhất tại vị trí tiền vệ. Thứ năm, David De Gea. Thủ thành số 1 của Manchester United hiện nay đã hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của huấn luyện viên trưởng Luis Enrique từ khi ông nhậm chức thay thế cho người tiền nhiệm Fernando Hierro. Lý do đơn giản nhất là David De Gea dường như đã ao meta với phong cách chơi hiện đại được chú trọng trong vòng 5 năm trở lại đây của các huấn luyện viên. Và khi chúng ta nhìn vào danh sách tập trung của đội tuyển Tây Ban Nha cho chiến dịch Nations League, thì Unai Simon, David Sanchez và David Raya đều là một trong những thủ môn chơi chân thuộc hàng top của bóng đá thế giới. Và chính vì lợi thế chơi chân đó đã khiến cho những thủ môn trẻ này đánh bại được David De Gea trong việc tranh một suất bắt chính tại đội tuyển Tây Ban Nha. Đây chắc chắn là một sự thật không thể chối cãi, bởi không chỉ tại đội tuyển quốc gia mà vị trí chính thức của Thánh Tôn tại Manchester United hoàn toàn có thể bị đe dọa một cách dữ dội nếu như Dean Henderson quay trở lại Old Trafford vào mùa giải năm sau. Vì vậy, theo chúng tôi, cơ hội để chuỗi thủ thành 31 tuổi này góp mặt tại Qatar vào cuối năm nay dường như là không cao, khi Luis Enrique đã hoàn thành xong bộ khung của mình kể từ sau thành tích ấn tượng đi vào bán kết Euro 2020 với một đội hình Gen Z đầy tham vọng. Thứ 6, Donny van de Beek. Trang tiền vệ tài hoa này từng lọt vào top đề cử 10 quả bóng vàng năm 2019 cùng với người đồng đội cũ của mình là Dusan Tadic. Tuy nhiên sau đó, Donny van de Beek đã có vẻ như vứt tòng 3 năm sự nghiệp của mình sau khi anh gia nhập đội bóng chủ sở Old Trafford. Bởi dưới thời của Ole Gunnar Solskjaer cũng như Ragnick, anh hoàn toàn không thể cạnh tranh nổi với Bruno. Thêm nữa, tiền vệ mang số 31 cũng đi tong luôn sự nghiệp quốc tế trong máu của đội tuyển Hà Lan, khi trong vòng 3 năm qua, Donny van de Beek chưa một lần nào được góp mặt trở lại đội bóng có biệt danh là cơn lốc màu da cam, khi anh hoàn toàn bị Louis van Gaal nghi ngờ về phong độ của mình. Chưa kể song song với sự thụt lùi của de Beek, thì bóng đá Hà Lan ngày càng sản sinh ra nhiều những cầu thủ tài năng chơi ở vị trí tiền vệ, ví dụ như là Steve Bergwijn hay là Martin de Roon, và đặc biệt là người đồng đội cũ Frankie de Jong. Do đó, cơ hội để Donny van de Beek góp mặt trong 26 thành viên đến Qatar dường như đã không còn. Và nếu như một phép màu nào đó, chúng tôi hy vọng rằng Erik ten Hag sẽ sử dụng cầu thủ người Hà Lan trong giai đoạn tháng 10 khốc liệt để có thể giúp anh nhen nhóm một phần nào đó được trở lại đội tuyển quốc gia. Và đó là sau cái tên chúng tôi dự đoán có nguy cơ vắng mặt tại vòng chung kết FIFA World Cup vào cuối năm nay. Và thưa các bạn, có những cái tên nào có thể góp mặt trong danh sách này? Hãy để lại những ý kiến của mình ở bên dưới bình luận nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.